Yes. Vâng, có bạn còn bảo Tý và Hưng Nhổn thuộc tem Thái Bình đấy, thôi tụng đến chịu thôi, chắc là bạn nói chung là tôi chỉ hỏi một câu thôi, mục đích của bạn đến trái đất để làm cái gì? Vâng, chúng ta đến với trận đầu tiên trong thể loại Sudoku là xem thuần tiễn, và hy vọng trong thể loại này thì sẽ có thể gỡ lại được những gì đã mất bằng một pha đập BG chay của chim sẻ, không như vậy là chưa đập BG ướm thôi, bây giờ mới là đập BG chay để có thể ăn quả. Một bài gỗ đầu là sai nhưng không có đồ đồ về thì nó sẽ bắt buộc phải đóng G. Một quả đầu cũng chỉ là 6 cây thôi, quả phụ có. Đối với Seng, FD nó dễ hơn AC Ran khá nhiều. FD dễ hơn AC và IA. Vâng, và đây là trận đấu đầu tiên ở trong kèo đấu solo cùng là Seng thuần tiễn. Và thay mặt đang làm chương trình thì xin được cảm ơn đến nhà tài trợ Golden Field đã tài trợ cho team AOE của Genvi trong suốt thời gian vừa qua. Và cũng thay mặt ekip kết viên Genvi Studio, xin được cảm ơn đến nhà hàng Asus Đài Việt Nam đã hỗ trợ thiết bị để cho đội ngũ kết viên của Genvi từng cầu đỉnh cao như cái đấu này. Và cũng cảm ơn tất cả các quý khán giả trên các kênh sóng Game TV, trên kênh sóng của YouTube, kênh sóng của Play.win và kênh sóng của SCTV Thể thao cũng như Bui TV đã chú ý lắng nghe cho đoạn kèo đấu này. Kèo đấu do các game thủ, các kết viên và bình viên của Genvi thực hiện. Sẻ luôn là nhiều đầu tiên của mình về đến nhà chính. Nhưng các bạn có thể thấy rằng gỗ đầu của sẻ là rất xa, mà toàn là những cây gỗ 40 mà thôi. Để cái quy luật mà chặt gỗ để thiết kế được chiếc nhà BS thì thường, nếu như là quân bình thường thì sẽ cần 3 cây gỗ 75. Và sau khi chặt hết 3 cây gỗ 75 đó thì các bạn sẽ đủ để thiết kế nhà BE và một cái nhà BS để có thể ăn gỗ. Nhưng tất nhiên là nó cũng không phải là chuẩn chỉ. Gỗ đầu gần thì thiết kế nó sẽ nhanh hơn, gỗ xa xa thì nó sẽ thiết kế lâu hơn một chút và cần phải chặt thêm gỗ, kiểu là như vậy. Đây là ép đầu tiên, rất mắc bình, pha nhét được hai dân. Bài này thì sẽ đang cũng đang có hai cánh rừng, rừng thông, bao nhiêu vậy là rất nhiều rừng, không phải là hai. Một bài sẽ là bò rộng. Đây là đánh cùng R chứ không phải là đánh random. Bò rộng thì cũng được thôi. Có thêm một voi như vậy đủ rồi. Đối với xe hàng cần thế này thôi là được. Hai voi. Quan trọng là xe phải ép lời chuẩn. Xe ngày thường người ta sẽ đánh bài 25 dân. Nếu bài khỏe hơn người đánh được bài 24 dân. Còn nếu đánh bài dân A thì có thể là ít dân hơn nữa. Tùy. Nhưng thường sẽ là 25 giật. Sẽ đang cắt dân ra để cầu vòng. Một dân nhà chính đang đứng gây dây. Vâng, tí nữa thì hoảng. Và chỉ trượt chuột của chim sẻ. Rất may mắn là không có tình huống chết dân trong pha cầu vòng vừa rồi. Đổ thịt về kích đời 7-30. Lỗi đâu nhỉ? Xong dần lỗi một tí à? Vâng, chuẩn là 7-23. Nó sẽ xong dần lỗi một chút. Lệch 7 giây thôi, cũng không quá quan trọng trong kèo đấu này. Lệch từ 20 giây đổ lên nó mới là vấn đề. Còn 7 giây thì cũng bình thường. Thêm một con voi nữa về nhà chính. Cơ cấu nhà như thế nào đây? Bò rộng ra để ăn cánh rừng già không? Như vậy là BB ở bên này, một BB kín được hai cánh rừng. S3 sẽ nằm tại cánh rừng thông. Rừng thông có vẻ như là đẹp hơn. Con voi thứ hai đã về đến nhà chính. Nhưng thịt dường như là hơi với. Vâng, ăn con sư tử để có thể ép đời chuẩn hơn.
Vâng, BM ở bên này. BF ở phía trên. Cộng được dân không? Hình như cộng rồi. Pha xin dân rất nhanh của chim sẻ, nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra. Vâng, hơi thiếu một chút thực. Một chút thôi. 10-04 với bài 25+1 nông dân xe. Bài được. Vâng. S3 nằm tại cánh rừng dừa chứ không phải là cánh rừng thông như tôi tưởng. Gần cánh rừng thông nó vừa kín mà nó lại còn vừa đẹp. Có vẻ như là pha CS hơi vội. À đúng rồi. Vâng, tôi quên mất. Vâng, thiết kế S3 gần nhà BA để tránh tình trạng vâng bị ốp ba sớm. Và khi bị ốp sớm thì có thể cầm những con đồng dân làm gỗ ở gần chiếc nhà BS thứ 3 ra để có thể đập luôn. Vâng, cũng hợp lý thôi. Ra ruộng rất nhanh rồi, lực thịt của sẻ đang khá ổn. Long trận này không biết đánh bao nhiêu dân. Bánh. Bánh sẻ vào đầu sóc sân. Trận này có đánh 5 ma không đây? Vâng, gỗ rất vơi. Chiếc nhà BA thứ 3 chắc sẽ chỉ là 4 na thôi. Gỗ vớ như này thì không thể có một bài đánh 5 ma dành cho sẻ được. Tham lại. Ô và nó đời rất dị nhân. Vâng, đời 2 lên đời thì là ngang phớ, nhưng đời 3 thì Long lên đời muộn hơn sẽ tương đối nhiều. Nhưng Long đang ra được nhiều dân hơn. Một bài dường như là 25 cộng vâng cộng 3 hay cộng 4 thì phải. Hình như là như vậy. Bắt đầu có một dân ăn vàng để có thể lên đầu màu sớm. Vâng, đối đầu với cao thủ thì sẽ luôn thi đấu với phong độ ít nhất là 80%. Nếu ông này mà thi đấu với kiểu là Dương Đại Vĩnh hay kia hay là ông nào đó thì sẽ không có tên đào vàng sớm nhảy đâu, mà là tên ra ruộng gây dây. Đầu rào đầu tiên của sẻ đang được di chuyển. Mục tiêu là góc 3 giờ nhưng có vẻ như là không có gì. Chặt có ai được nâng rồi. Khá sớm. Chưa thấy cung R của Long. Đây rồi. Rừng dừa. Và có lẽ đến bây giờ thì Long mới tự được cảm giác là những cánh rừng dừa nó tù tội như thế nào. Sẽ ngay lập tức làm 3 dần. Vâng, dí sát vào vào bán 4 dân không. Vâng, bài Long hình như là không có rừng đâu. Vâng, thấy ăn cánh rừng dừa xa lắm. Rồi, như vậy là 4 dân mát máy. Về gây dây thôi. Vâng, về gây dây thôi. Sẽ là người chủ động lên chặn gỗ hải. Và nhà cũng là khá đẹp, tham lai. Sẽ nhiều dân hơn và bắt đầu đào vàng. Còn Long thì chưa. Trận này thì sẽ bắt đầu đập BC để phát triển sớm. Ồ không, như vậy là tăng A thứ 5. Không biết thằng Long trận này đánh được mấy à. Bắt đầu ngồi đứng thủ trên con dốc. Long chuẩn bị tới. Long đã bắn chết con sư tử phía bên ngoài rồi. Có lên không Long? Vâng, chưa thấy Long lên. Long vẫn đang rất yếu. Vâng, sẻ vừa tăng A thứ 6. Sao Long lại biết sẻ đứng trên dốc này nhỉ? Tài thật. Tôi vẫn không hiểu tại sao đấy. Sao hàng vẫn đứng cung ở đây này. Cái thế. Vâng, vừa đụng phát là đã ra rồi. Dị thế à rồi. Vâng, vừa đụng vào con đồng dân phát đã thấy cung R kéo ra rồi. Như kiểu là anh nhìn thấy trước vậy. Tham lai. Sẻ đang nhiều dân hơn nhưng không hiểu sao tham lai của Long đang đè lên. 4-3 dân của sẻ và 3-7 dân của Long. Đây rồi, Long đang đứng có tên và móc máy vào cánh rừng. Nhưng sẻ đang muốn có tên vẩy e. Một dân đổi một cung R. Nhưng mặt bên kia cẩn thận, tên dương đồng vừa kích tẩy. Nhưng sẻ cũng đã có một tên R đứng trên mặt bên này.
Một thế mà Long muốn ốp chim sẻ nắng thì sẽ là cực khó. Bắt đầu đập BC để phát triển khỏe hơn. Và đây là turn đi cùng táo bạo của chim sẻ. Nhưng Long có một turn đằng sau, dường như muốn có turn đổi nhà không. Long quay về bắt, nhưng cung của ai đông hơn. Đây sẽ là pha điều cung của hai game thủ. Vâng, 6 nhà BA dành cho sẻ rồi. Sẻ đang kéo cung xuống. Turn này thiệt hại không biết là ai nhiều hơn. Vâng, ngồi trên nhà BA và có dốc trong turn này, nhưng đối phương đông quân hơn. Turn này sẻ có dám chơi không? Không, tuần này sẽ thì thiệt hại hơn rồi. Hãy cẩn thận những pha giải e của Long. Tham lại 46 dân của chim sẻ. Và Long là người ít dân hơn, nhưng quân đang đông hơn. Sẽ cần phải quay trở về con dốc nhà của mình để thủ lại ngay lập tức. Chuẩn bị đủ vàng để nâng cấp đầu máu. 10 vàng nữa thôi. Đầu gấu thủ trên dốc tuần này. Cánh rừng bắt đầu tù tội, nhưng sẻ đang ra bên ngoài để ăn thêm gỗ. Mặt công duy nhất của Long đó là mặt bên tay trái, cái mặt gần cánh rừng dựa. Và Long bắt đầu lên. Và tơ này thì sẽ không có dốc nữa rồi. Tơ này liệu rằng có chơi được không? Long rất đông quân nhưng sẽ không hề ít. Một tơ loạn tiến phân thầy đến từ hai game thủ. Long đang điều và sẽ cũng là như vậy. Ai có lợi trong tờ đây, chúng ta cùng chờ xem. Sẽ chuẩn bị lên đầu máu xong. Còn Long thì có lẽ rằng còn lâu. Kim Anh là người chưa đào vàng. Sẽ đang rất tập trung điều rợ. Vâng, vừa nói xong ông quay về xóa ruộng cho nó mát. Vâng, thiệt hại có vẻ như là ngang nhau. Mà tôi không thế được rồi, nhưng Long có tơn cung bổ sung. Nhưng sẻ vừa mới ta tơn cung R tiếp theo. Cung R của sẻ đã có đầu máu, còn Long thì là chưa. Bây giờ thì chất lượng cung R của sẻ là khuyến vậy. Vâng, vị trí rất đẹp thôi. Long vào được nhưng ra là hơi khó Long ơi. Vâng, lại còn ở trên dốc nữa luôn. Không có tơn dương đồng kích đây. Như vậy tơn này Long người thiệt hại nhiều hơn chim sẻ nắng rất nhiều. Và Long là người resign không nói một lời nào cả. Tỷ số là 1-0 dành cho chim sẻ trong thể loại solo cũng là sẻ thuần tiện. Một bài sẻ chủ động hơn. Vâng, lên đời sớm hơn. Long dường như có một trận ép đời lỗi nên bắt buộc phải ra và phải cộng nhiều dân hơn, chứ không thể là bài 25 cộng 1 được. Trận này Long là 25 cộng 3 thì phải. Nên đời nó mới lỗi như vậy.